soi là trong đây nó có cái gì ha? Nó có trứng non, trứng cút, gà, tôm, da gà, lạp xưởng, tai heo, nhiều món. Nhiều món, ý là khách thích ăn gì thì... Đúng rồi, khách chọn, còn bình thường thì đầy đủ thì em bán đầy đủ. Em thấy có tôm nữa hả chị hả? Đó, đúng rồi, có tôm. Mình đang trên đường đi làm về, thật sự là đang rất là đói bụng luôn. Đang muốn kiếm cái gì đó giòn giòn ăn thì mình thấy là ở đây có một cái tiệm bán bánh mì với lại xôi gà. Mà thấy khách hàng rất là đông luôn, mình thấy khá là tò mò cho nên là mình muốn vô để tìm hiểu thử xem là chị bé này chị bán cái gì. Thấy chị chủ quán cũng còn khá là trẻ nha mọi người. Và khách hàng rất là đông luôn cho nên là mình muốn vô để tìm hiểu thử và ăn cũng một gì luôn. Bao nhiêu một phần chị? 20, 30. Còn bánh mì thì 15 với 20 chị. À vậy hả? À, lấy cho em một phần bánh mì với lại phần xôi nha. Phần xôi. Sao bỏ đầy đủ luôn hả chị? À bỏ đầy đủ cho em chị. Bánh mì là có pate. Mình bán ở đây là từ mấy giờ tới mấy giờ chị ha? À, từ 5 giờ chiều đến 4 giờ sáng chị. Thường là khách là đông vào tầm nào? Khoảng 7-8 giờ là đông. Dạ. Em thấy mấy bữa em đi làm về em thấy khoảng tầm 8-9 giờ thấy quá trời luôn. Dạ đúng rồi. Mình bán ở đây lâu chưa chị? Dạ lâu rồi, từ hồi mẹ em rồi, cỡ cũng 30 năm rồi đó. 30 năm anh chị là nghề truyền nghề đúng không? Dạ. Xôi là trong đây nó có cái gì ha? Nó có trứng non, trứng cút, gà, tôm, da gà, lạp xưởng, tai heo, nhiều món. Nhiều món, ý là khách thích ăn gì thì... Đúng rồi, khách chọn, còn bình thường thì đầy đủ thì em bán đầy đủ. Em thấy có tôm nữa hả chị hả? Đó, đúng rồi, có đầy đủ ha. Dạ. Thường khách đông là có ai phụ không hay là có... Đó, lát nữa có hai đứa em với lại mẹ em ra phụ nữa. Còn giờ thì nó chưa có đông lắm. Ở đây thì mình có giao tận nơi cho khách không chị? Dạ có chị, gọi điện thoại là em ship tới tận nơi luôn á. Mấy phần là mình ship đi chị? Bao nhiêu phần em cũng ship hết. Mọi người ở đây là có đồ chua nè, dưa leo nè, rau húng, rau ngò để ăn trong bánh mì với xôi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Còn ở trên đây là heo quay, thịt heo quay làm mề. Nhìn hấp dẫn quá ha. Còn cái này là tá heo hả chị? Dạ, tá heo với lạp xưởng. Là mình bán ở đây ba mấy năm tối mình dọn ra hả chị? Dạ đúng rồi, khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ rồi ăn ra. Mình bán tới mấy giờ là mình em hả? 4 giờ sáng mà em dọn về
giờ chiều là chị dọn ra và bán cho đến tận 4 giờ sáng luôn mọi người. Càng về khuya thì lại càng đông. Đó, mình thấy là có bữa mình về đi ngang qua đây khoảng tầm 11, 12 giờ đêm luôn, nhưng mà rất là đông luôn. Đứng mà cái kiểu là sắp hàng luôn á. Mình không biết là bên trong cái xôi với lại cái bánh mì có cái gì đặc trưng hay không. Tại vì mình chỉ mua để review lại một lát nữa mình sẽ review cho mọi người nha. Ráng ăn chở kìa. Bánh giò này là mình cũng làm ở nhà luôn. Còn độ nóng luôn. Bánh giò là bao nhiêu một cái chị? Bánh giò là 15 ngàn một cái. À, bánh giò này là 15 ngàn một cái nha mọi người. Đó, bên trong nó phân ra bịch bịch vậy nè. Hôm nay thì mình sẽ ăn thử xôi với lại bánh mì. Bữa sau mình sẽ quay trở lại để ăn bánh giò mọi người ha. Bây giờ thì khách vô nè mọi người. Tầm này thì khách vô lai rai thôi. Mà lát tối là đông lắm luôn. Đây cái gian hàng của chị. Giờ tối thì khoảng tầm 9 giờ, 8-9 giờ là chị sẽ dọn quay ra hướng ngoài đường. Còn bây giờ là coi như hướng vô trong chợ nha mọi người ha. Xôi là mình phân sẵn ra bịch vậy luôn hả chị? Dạ. Ra hộp vậy luôn. À cái này là em múc trước đó. À dạ. Ý là mình làm mình sợ không kịp. Dạ đúng rồi. Múc ra như mấy hộp nóng. À dạ. Nào ngủ thì em đổi lại. À. Dạ đúng rồi. Nhìn xôi khá là hấp dẫn. Rồi cho em mở cái nồi ra cái nha. Nè mọi người, nguyên một nồi xôi luôn. Xôi này là sẽ tự nấu ở nhà luôn nè mọi người. Từ cái hộp múc ra mày. Không có rau. Không rau hả? Đồ chua. Viên tròn tròn á chị. À cái đó là trứng á, tại em bỏ vô cho nó đẹp thôi. Em bỏ vô cho nó hấp dẫn thôi. À dạ. Là cái này là bên trong đây là trứng. Dạ. Rồi với lại gia vị. Gia vị với nước thịt đồ đó. Nước thịt. Đó. Còn bên đây là pate đó mọi người. Hành phi mình cũng tự làm nhà hết. Dạ, hành phi ở nhà em phi. Đó, chị bé chia sẻ là nghề gia truyền từ đời bà ngoại hả chị? Dạ. Bà ngoại rồi qua mẹ xong rồi bây giờ tới chị bé. Xíu nữa là chị về xong rồi lát tối khoảng tầm 10 giờ chị ra. À, mẹ của chị sẽ đứng bán. Một ngày như vậy là mình bán khoảng bao nhiêu bánh mì mình có tính luôn chị? Dạ không, em không tính được. À, xôi thì mình cũng có tính được mấy nồi không chị? Dạ không, tùy số lượng. Sau khi mà mua xong bánh mì với lại xôi rồi thì mình ghé ngang ngay chỗ Trương Văn Ngư. Nói chung là cũng cặp rong của chợ Thủ Đức thôi. Mình sẽ ghé đây để mình uống rau má. À, rau má ở đây thì mình uống rất nhiều lần rồi, mình cảm nhận là ngon. Cho nên là hôm nay quyết định là vừa uống rau má, vừa ăn bánh mì, vừa ăn xôi luôn nha. Rồi mọi người hãy cùng thưởng thức với mình nha. Đây, đâu, xôi đâu, bánh mì đâu. Bánh mì đây. Bánh mì bé An. Đây, ở đây mình có ghi, mình sẽ quay lại cái địa chỉ nha mọi người. Dù không biết là nó ngon hay không ngon nhưng mà thấy chị chủ rất là dễ thương. Cho nên là mình muốn ghi lại cái địa chỉ để bạn nào tiện đường qua. Một phần là mình có thể thưởng thức thử. Hoặc là đã ngon rồi thì có thể quay lại thêm lần nữa. Phần xôi này là 30 ngàn nha mọi người. Nhìn cũng khá là nhiều đấy chứ. Ồ, có trứng non nè. Còn bánh mì là 20 ngàn một ổ. Mình thấy bên trong là có lạp xưởng, tai heo với lại chả lụa, đồ chua. Và thấy là có rau ngò rất là nhiều luôn nha mọi người. Thịt thông luôn á mọi người. Đấy.
một ổ bánh mì này là 20 ngàn, có bơ với lại pate nữa. Thấy hồi nãy là chị bé có chan cái nước sốt vô, cái nước sốt đó là chị nó tự làm ở nhà và độc quyền, cho nên là mình nghĩ chắc để thưởng thức, để cảm nhận cái nước sốt đó. Khá nhiều bơ, cái béo. Bánh mì nóng á mọi người, cho nên là ăn cái cảm nhận đầu tiên của mình, mình cảm giác là cái bánh mì đó rất là giòn. Heo quay rất là giòn luôn nha mọi người. Nước sốt rất là ok. Nhưng mà có điều mình cảm nhận nó hơi béo béo, tại vì do là bơ nhiều quá. Nếu mà bạn nào không thích béo thì mình xin chị chủ là làm ít bơ lại thôi. Nhưng mà cái nước sốt là rất là vừa ăn, không cần phải xịt nước tương luôn. Nếu bạn nào thích ăn mặn thì mình cho thêm một ít nước tương, nhưng mà thật sự là mình nghĩ là không cần nước tương, nó đã vừa ăn rồi. Nhưng mà bên trong khá là nhiều thịt, nãy giờ chưa thấy ớt, chắc nghĩ là do chị không có bỏ vô hay sao, không thấy ớt. Có rau ngò nữa cho nên là ăn rất là thơm. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái xôi ở đây nha mọi người ha. Ồ, khá dẻo quá mọi người. Xôi này là chị tự nấu ở nhà luôn á. Cái này như là củ cải muối hay sao. Nhưng mà củ cải muối của chị có vẻ giòn giòn á mọi người, nó không phải là mềm mềm giống như cái quả cải muối mà mình ăn trong cái cháo á, cháo trắng á. Cái này giống như là được chiên lên đó mọi người, nhưng mà rất là vừa ăn luôn nha. Có độ mặn mặn ngọt ngọt, giòn giòn. Ăn vô trong miệng rồi mình nhai thì mình có cảm giác cái độ giòn giòn, nó không mềm, nhưng mà nó sẽ có cái độ ngọt ngọt. Ngon á mọi người. Còn này là nguyên một con tôm luôn nè. Nguyên một con tôm nhúng bột chiên. Đây là một phần 30 ngàn. Mình mua là thập cẩm đầy đủ, cho nên là hầu như là có đầy đủ hết luôn. Có da gà chiên nữa nè. Có thịt chà bông, hình như là thịt gà xé chứ không phải thịt chà bông. Ồ, có trứng non luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một cái trứng non với lại xôi. Xôi ở đây khá là dẻo nha mọi người, không nở lắm mà cũng không có khô lắm. Nói chung là vừa ăn đó. Đây, giờ mình sẽ ăn thử nha. Có lạc xưởng nữa nè. Ăn một miếng lạc xưởng nữa. Thích ăn lạc xưởng. Lạc xưởng khá là thơm. Nói chung một phần 30 ngàn thì khá là nhiều. Ăn như thế này là khá là no luôn á. Nghĩa là ăn tối là được, vừa bạn. Nhưng mà giữa xôi và bánh mì thì mình nghĩ là xôi sẽ ngon hơn. Mình thích ăn xôi hơn. Thường ngày là mình thích ăn bánh mì lắm, nhưng mà mình cảm nhận hôm nay mình ăn cái này thì mình thấy là xôi ở đây rất là ngon. Còn bánh mì thì chắc do nhiều bơ quá, mình thì không thích ăn béo lắm, cho nên là mình cảm nhận là nó hơi béo. Nhưng còn xôi rất là ok. Xôi hả? Xôi cho 9 điểm rưỡi đi. 9 điểm rưỡi, còn bánh mì thì chắc khoảng tầm 9 điểm. Nói chung là ok đó mọi người. Giá cả thì cũng 30 ngàn một phần hợp lý, tại vì do là đầy đủ mà mọi người. Còn nếu mà mua khoảng tầm 25 ngàn thì vẫn có bán nha mọi người, thì nó không có đầy đủ bằng, nhưng mà phần 30 ngàn mình thêm có 5 ngàn nữa thôi, mà mình mua một phần quá đầy đủ như thế này, vừa có tôm, vừa có thịt, rồi vừa có gà, vừa có trứng, đầy đủ luôn đó, khá là hợp lý nha mọi người ha. Chắc là mình cũng xin phép khép lại cái video clip tại đây nha mọi người. Mình thấy thì thật sự mà nói luôn, thì cái chỗ bánh mì chỗ chị này là chị bé An ha mọi người. Đây, ăn xong còn có tặng kèm cho cái khăn đó là mọi người. Cho nên là những bạn nào mà giống như chiều mình đi làm về á, mà mình không kịp thời gian để nấu bữa tối, mà mình có hẹn với bạn bè mà ở khu Thủ Đức này nè, thì nếu được thì các bạn ghé ngang qua cái chỗ tiệm bánh mì bé An, nó nằm ngay chỗ vòng xoay chợ Thủ Đức luôn đó. 9 giờ tối là nó sẽ quay mặt ra ngoài hướng đường, còn chiều á là khoảng 4-5 giờ thì nó sẽ quay vào bên trong.
thì mình mua một phần như thế này khoảng tầm 30.000, ăn rất là hợp lý. Sau đó thì mình sẽ ghé ngang đường Trương Văn Ngữ để ngồi uống rau má này, giống như hai chị em tụi mình, rất là hợp lý nha mọi người, vừa rẻ vừa ngon. Rồi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại nha.